Ngày 10 tháng 8, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của bà N, 48 tuổi, quê Kiên Giang, là người nghi nhiễm COVID-19 thông qua test nhanh. Theo thông tin ban đầu, bà N ở trọ tại một khu trọ thuộc khu phố Tân Hội, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên. Ngày 7 tháng 8, địa phương lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, kết quả mẫu test nhanh của bà N dương tính với COVID-19. Bà N sau đó được yêu cầu về phòng trọ tự cách ly và đến ngày 9 tháng 8 thì được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Tuy nhiên, trong khi chờ kết quả xét nghiệm PCR, ngày 10 tháng 8 bà N cảm thấy khó thở và đã tử vong khi xe cấp cứu chưa kịp đến. Do bà N tử vong khi đang nghi ngờ COVID-19 nên công an đã tới để làm rõ vụ việc. Hoàn cảnh gia đình bà N khó khăn nên chủ trọ và những người xung quanh đang vận động để hỗ trợ lo hậu sự cho bà. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối ngày 10 tháng 8, ông Thượng Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Hiệp, cho biết vẫn chưa nhận được kết quả xét nghiệm PCR của bà N. Tỉnh Bình Dương hiện đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm trong toàn dân để sàng lọc ca F0 ra khỏi cộng đồng. Trong đó, khu vực thị xã Tân Uyên đang được lấy mẫu diện rộng.